KN Channel. Xin chào các bạn, mình mới mua đồ chơi mới đây. Đây là chú Thiên Nga biết đẻ trứng. Chú Thiên Nga thiệt là đẹp luôn. 100% safe, có nghĩa là rất là an toàn cho các bé. Các bé chơi không sợ bị bệnh đâu nha. Rồi chỗ này là để đẻ trứng nè. Nó có cái cánh để bơi nữa. Bây giờ mình mở ra nha. Đây là chị Thiên Nga. Chị Thiên Nga có hai cái cánh vẫy được nè. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Rồi đây là cái miệng, có cặp mắt thiệt là cong vuốt luôn. Rồi cái đuôi, đặc biệt là chỗ này để đẻ trứng nè. Đây là những cái trứng của chú Thiên Nga đó. Bây giờ mình lấy ra nha. Đây có 3 cái trứng. Bây giờ mình sẽ bỏ 3 cái trứng vào trong này. Đậy nắp lại. Rồi chỗ này là để mình bỏ pin nè. Công tắc ở dưới này, bây giờ bắt đầu nha. Mình mở nha. Kìa, nó chuẩn bị đẻ trứng kìa. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Nó đẻ trứng. Quả trứng, còn 1 quả trứng nữa nha Thiên Nga. Chuẩn bị, kia hắn nhìn kia, 3 quả trứng luôn. Bây giờ Thiên Nga sẽ để trứng vào trong ổ để cho nở ra thành Thiên Nga con nha. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Rồi. Bây giờ Thiên Nga sẽ ấp trứng nè. Hình như có trứng muốn nở ra hay sao á. Kìa, nó muốn nở ra kìa. Nứt ra rồi. Ra một chú Thiên Nga màu vàng. Thiên Nga mẹ thương Thiên Nga con quá nên hung kìa. Hãy qua tới với Thiên Nga mẹ đi, để Thiên Nga mẹ chở đi chơi. Còn 2 cái trứng chưa chịu nở. Thôi để chở Thiên Nga con đi chơi. Rồi, bây giờ tắt hết đèn để thấy cái đèn của Thiên Nga thiệt là sáng nè các bạn. Sáng chưa, nó có nhiều đèn lắm đó. Thiên Nga có nhiều đèn lắm, ở ngay cổ nè, ngay cánh rồi ngay đôi mắt. Nhiều chỗ có đèn quá. Các bạn hãy mua về chơi nha. Bye các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt chước mẹ để đắp mặt nạ cho búp bê của mình. Phải cẩn thận để vô mắt là đuôi mắt của búp bê luôn đó. Dính vô miệng rồi. Đừng có nuốt vô nha búp bê, đừng có ăn vô nha. Khó gỡ quá. Nó dính vô cái